Hà tiên một enter chắc chưa có luôn, enter luôn, cài tiếp rồi bao enter số lượng mua 5 bao 10 bao đi, tiếp tục giá là 87.000 bao enter xong rất nhanh đơn giản. Còn trường hợp nếu như các bạn đây nè, các bạn gõ đây cái trong đây này số lượng này, nếu các bạn gõ ra là số lượng nhiều hơn 5 bao thì lít chút qua đây đây còn gõ 6 bao enter là xong rồi. À, rất đơn giản và nhanh. Rồi tiếp tục mình bán tiếp, ví dụ như là cáp sai, cáp sai enter enter rồi mình khối rồi bán như 6 khối quý vị là 200.000 một khối enter xong rất là nhanh. Rồi tiếp tục chắc chắn rằng là khi mình gõ ba sản phẩm này là ba sản phẩm này đã lưu vào danh mục hàng hóa luôn mà không cần cài lại nữa. Rồi giờ mình gõ hàng như mình gom khách hàng mã số kỹ thuật đi, khách hàng mình gõ mới luôn, mình sẽ lấy cái tên số điện thoại như 0909774123 enter mình cái là anh Trương Văn Thành. Rồi Bình Dương mình đưa đầy đủ đi, rồi xong rồi mình thanh toán thì mình F12 là thanh toán tiền mặt. Thì các bạn thấy là... chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm chuyên tính tiền cho mô hình điện nước, vật liệu xây dựng hay là phân bán nông nghiệp hay là thú nuôi cây trồng. Mình giới thiệu phần mềm, đây là cái giao diện chính của phần mềm. Mình nói sơ qua phần mềm, nghĩa là phần mềm bây giờ mình không cần phải cài trước tất cả danh mục hàng hóa đây này, hàng hóa các bạn thấy không, danh mục hàng hóa này là trống không có gì hết. Tiếp theo là cái khách hàng cũng trống không có khách hàng luôn. Thì một cái phần mềm chuyên về mô hình điện nước hay là vật liệu xây dựng, nếu như khách hàng có thời gian cài đặt thì mình sẽ vào hàng hóa này, mình sẽ cài đặt tất cả những cái danh mục hàng hóa vào để mình bán, nó có thời gian cài. Còn nếu không có thời gian thì mình sẽ vừa bán hàng vừa gõ tên để bán hàng và vừa gõ khách hàng vào để bán hàng. Thì khi mình gõ bán xong thì tất cả danh mục hàng hóa nó tự động lưu vào danh mục cho mình luôn. Không cần thiết, không nhất thiết mình phải cài trước danh mục hàng hóa và không nhất thiết phải cài trước cái khách hàng. Thì mình khách hàng tới mua hàng mình gõ mình bán luôn. Ví dụ này các bạn thấy mình ví dụ này thì đầy đủ của phần mềm mình nó có đầy đủ thông tin thì mình nó sẽ qua luôn này, như cài đặt này thì đây những thông tin này không cần thiết trình hóa đơn đã in ra cho khách hàng đó, những thông tin cần thiết mình điền vào đây xong mới in đó, rồi mình lưu lại là xong rồi. Rồi tiếp tục là một phân quyền, thì mình phân quyền tất cả những phân quyền này đó, tất cả nó có quản lý này, bán hàng, kế toán, nhân viên. Thì những cái mục nào được check thì được dùng, còn không được check thì nó không được dùng. Đó, như vậy. Còn sơ qua đây tiếp tục là hàng hóa, rồi kho hàng, in hóa đơn, quản lý công nợ, thu chi báo cáo bán hàng. Rồi bây giờ mình nói hàng các bạn xem là không nhất thiết phải cài trước sản phẩm. Bây giờ mình nó tiện lợi là như vậy, thì mình gõ mình bán hàng thì sản phẩm sau nó tự động lưu luôn, không cần phải cài trước. Ví dụ mình bán này đá. Đá 12 enter thì khi mình gõ sản phẩm vào chắc chắn là nó cái sản phẩm này chưa có trên phần mềm, trong phần mềm chưa có trên một hàng hóa, nghĩa là trống hoàn toàn. Thì khi mình đánh một cái tên xong thì mình bán hàng thì phần mềm chắc chắn nó hỏi rằng là bạn có muốn thêm mới không, có enter rồi mình cài enter. Rồi mình muốn đây là bán khối hay là bán xe, như khối đi enter. Thì mình bán bao nhiêu khối, bán 5 khối enter, số tiền mình bán bao nhiêu tiền khối, 250.000 khối rồi enter xong. Rồi khi mình gõ xong mình enter bán luôn thì chắc chắn là cái tên sản phẩm này nó sẽ lưu vào qua danh mục hàng hóa. Rồi tiếp tục xi măng Hà Tiên một enter chắc chưa có luôn, enter luôn, cài tiếp rồi bao enter số lượng mua 5 bao 10 bao đi, tiếp tục giá là 87.000 bao
enter xong rất nhanh đơn giản. Còn trường hợp nếu như các bạn ra này, các bạn gõ đây cái trong đây này số lượng này, nếu các bạn gõ ra là số lượng nhiều hơn 53 thì click chút vào đây, đây còn gõ 63 enter là xong rồi. À, rất đơn giản và nhanh. Rồi tiếp tục mình bán tiếp, ví dụ như là cáp sai, cáp sai enter enter rồi mình khối, rồi bán như 6 khối, ví dụ là 200.000 một khối, enter xong rất là nhanh. Rồi tiếp tục, chắc chắn rằng là khi mình gõ ba sản phẩm này là ba sản phẩm này đã lưu vào danh mục hàng hóa luôn mà không cần là cài lại nữa. Rồi giờ mình gõ hàng, như mình gom khách hàng mã số kỹ thuật đi, khách hàng mình gõ mất luôn, mình sẽ lấy cái tên số điện thoại như 0909774123 enter, mình cái là anh Trương Văn Thành. Rồi Bình Dương mình đưa đầy đủ đi, rồi xong rồi mình thanh toán. Thì mình F12 là thanh toán tiền mặt, thì các bạn thấy rằng là trên cái phần mềm rồi này nó có ô thứ nhất là F12 là thanh toán tiền mặt, F11 là công nợ, F10 xem trước và F9 là mở cash. Bây giờ mình xem trước khối đơn này đây, các bạn thấy không đó, thì đây đó, các thêm thông tin cửa hàng, thông tin quảng cáo như thế này, và khách hàng tên gì, địa chỉ, vào số điện thoại và số tiền đó, rất là rõ ràng thì chi tiết. Rồi ví dụ mình thanh toán tiền mặt, rồi mình móc thanh toán này, rồi đây hóa đơn ra đây đó, rõ ràng. Rồi bây giờ mình bán khách hàng một cái bill thứ hai, giờ mình gõ chữ đá ra chắc chắn là ra rồi này, là lưu rồi phải không, mua tên xuống enter số lượng 3 khối xong. Tương tự như vậy mình bán tiếp tục như cáp, gọi chữ cáp CT ra cáp rồi đó, enter 6 khối. Nếu như lần này mình không bán 200.000 nữa mà mình bán 190 thì bán 290.000 rồi enter xong. Cái là số tiền này mình có thể điều chỉnh, mình cài là cài trường tương lần đầu tiên thôi, thì lần sau mình muốn gõ cũng được. Ví dụ như là xi măng, xi măng này enter 10 bao, giờ anh bán không có 87.000 bán 88.000 rồi enter xong. Rồi khách hàng hồi nãy mình gõ chắc chắn là có rồi, khách hàng này anh Thành, mình gõ chí, mình gõ tên cũng được, gõ chữ T thôi là ra này, mình tìm mũi tên xuống enter xong. Rồi như khách hàng này mình báo công nợ thì sao, thì trong trường hợp này muốn thêm là click đây thêm này, số lượng cực bớt click đây cũng bớt luôn, bình thường như chính enter đó. Còn nếu muốn bỏ bớt thì mới chú chết này đó, mình muốn chết mình bỏ, mình không mua một hàng đó bỏ đi thì mình bấm nút có này, là không thì không, rất là nhanh đơn giản. Rồi trường hợp này, rồi mình muốn thanh toán nợ mình xem trước này đó, rõ ràng mình muốn thanh toán nợ mình bấm nút F11 công nợ. Trường hợp này nếu khách hàng có đưa trước không, nếu hàng nợ hết sẽ đưa trước, một xin bạn cứ gõ vào đây này đó, gõ đưa trước bao nhiêu, hiện tại số tiền là 2.682.000. Nếu các bạn đưa trước thì gõ vào đây, đưa thêm đưa bao nhiêu không thể nợ đồng ý luôn là đây đó, các bạn thấy không, rất rõ ràng số tiền và công nợ. Thì trong khi mình bán hàng thì nó công nợ xong, bây giờ mình muốn thanh toán nợ tiếp thì như thế nào, hoặc là khách hàng vô trả nợ thì sẽ tiền như thế nào. Ví dụ mình bắt thêm một sản phẩm nữa đi, xi măng đi, mua 20 bao đi rồi 88.000, rồi mình bán cho anh Thành trả lại đi, mình mới kèm cái Thành rồi. Rồi công nợ mình thêm tác công nợ tiếp thì như thế nào thì nó là 1.760.000 đồng, nợ cũ là 2.680.000 đồng và tổng nợ là 4.442.000 đồng đó, rất rõ ràng chi tiết. Rồi trường hợp này giờ cứ khách hàng mình vô mình trả nợ thì sao, thì chỉ vô là quản lý công nợ này mình chọn công nợ phở thu của khách hàng, thì trong này nó có nhiều hết các bạn ơi, là công nợ phở thu của khách hàng, hoặc là nợ nhà cung cấp là mình phải trả người ta, và công nợ đầu kỳ, nghĩa là công nợ đầu kỳ nghĩa là mình người ta mua lần phần mềm lần đầu tiên thì người ta đã nợ cũ là đã ghi vào sổ rồi, thì mình muốn đưa cái công nợ đó vào phần mềm thì gọi là nợ đầu kỳ, thì mình vô đây thì mình sẽ nhập cái tên khách hàng vào, tên gì đó, rồi mình phải thu bao nhiêu tiền luôn, mình nhập cái tổng số tiền nợ từ trước giờ nhập vào đây gọi là nợ đầu kỳ
À, rồi bây giờ mình thấy thu nợ khách hàng như thế nào vô đây, vô mình vô là công nợ phải thu khách hàng vô đây, rồi thấy không? Thêm Trương Văn Thành này là đang nợ số tiền đây, vì muốn là muốn xem lịch sử ngày nào thì mua lịch sử này, lịch sử lít đất vô đây, đó lít đất vô thì mình biết được chi tiết có sản phẩm người khách hàng nợ đó thì mua ngày nào giờ nào đó số tiền bao nhiêu, muốn lịch sử thì lít lịch sử ra công nợ lịch sử đây. Thì đây là hai hóa đơn, à, có hai hóa đơn công nợ, thứ nhất là mua ngày này, hóa đơn thứ hai cũng mua ngày này và nợ của từng ngày là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình muốn thu nợ khách hàng thì mình chỉ việc làm bấm thu nợ này, thu nợ, à, rồi mình bấm xuống tiền trả nợ là bao nhiêu, ví dụ khách hàng trả số tiền là 3 triệu, rồi cái ghi chú là muốn ghi thêm hay mình muốn thêm mới tiền mình thu nợ khách hàng, đó, chứng từ muốn ghi gì đó ghi như trả nợ. À, lần một thì đó cũng được tiền mình đó, xong mình lưu là xong rồi, lưu muốn in thì in, còn không thì mình muốn in thì mình muốn in ra in in, in, in. Đây đó. Khách hàng phiếu thu, số thu tiền này thì khách hàng tên gì, số điện thoại, nợ cũ và thanh toán và còn nợ lại là bao nhiêu, à, lý do là thu nợ khách hàng, rồi đó là mình thu nợ nên hai phiếu để mình lập phiếu mình ký một tờ khách hàng một tờ, đó là cái thu công nợ. Đây thu nợ thì nó hiện ra xong xuôi. Rồi bây giờ mình muốn xem lại cái bản thu, mình xem đây thì đó chi tiết công nợ thì muốn xem là xem này là ngày nào mua bao nhiêu tiền, bao nhiêu hóa đơn đó, và tổng nợ là bao nhiêu đó rõ ràng. Rồi mình muốn mình thu tiền nợ xong rồi, năm thu này nợ tương thành thu nợ này, rồi rồi mình muốn xem lại thì mình vô tôi đạo xem lại đây rất là chi tiết. Rồi muốn xem lịch sử này thì trong hai hóa đơn là nợ ngày thứ ba là mình thu nợ đã thu thì đây này tổng số nợ này mình thu bao nhiêu và còn nợ lại bao nhiêu đó, muốn in đây xem mình xem này xem ra nó rõ ràng đó, thì đó là hóa đơn nợ và ngày nào thu nợ trả số tiền nợ bao nhiêu và còn nợ lại bao nhiêu đó, rất rõ ràng. Và mình cái hướng dẫn qua cách thu nợ, cái cách nợ. Rồi trong đây thì mình xin được cái báo cáo bán hàng đây, báo cáo bán hàng. Đây, mình đây mình bắt được ba hóa đơn này, một hóa đơn tiền mặt và nó có tiền mặt này, đó rõ ràng. Đó, hơn hóa đơn nợ là để nợ đây, là nợ chỗ này là nợ này, các bạn thấy không? Rất rõ ràng này. Khi mình báo hàng thì trong này nó có ba hóa đơn, khách hàng nào, ngày nào và hóa đơn nào tiền mặt và hóa đơn nào nợ và tổng tiền thu được là bao nhiêu tiền. Đó. Còn chi tiết đây, chi tiết bán hàng đây. Đây. À, sim cắt xe bán được 12 khối, đá 9 khối và xi măng bát 39 bao. Đó là chi tiết. Còn khách hàng, chi tiết khách hàng. Mình lý đất vô khách hàng này. À, nó bung lên cho mình đó. Tổng khách hàng này, anh Trương Thành này anh mua là bao nhiêu sản phẩm? Đó, nó rõ ràng. Rồi, lãi lỗ. Nếu mình có nhập giá vốn, mình nhập kho thì nó sẽ lấy cho tiền bán trừ số giá vốn và tiền lãi cho mình, rất rõ ràng các bạn. Đó. Đấy. Còn nếu tồn kho thì đây có kho hàng luôn, là tồn kho này. Em mình chưa nhập kho đây mình bán nó sẽ âm kho này, âm 19 khối này. À, các xay này, đá là 9 khối này và xi măng âm 39 bao. Đó, rõ ràng. Đem cân đối cửa hàng của mình. Đó. Thì đây mình giới thiệu cái phần mềm chuyên về bán vật liệu xây dựng, điện nước hay là phân bón nông nghiệp. Phần mềm mình không cần thiết phải cài trước sản phẩm và không cần trước phần thiết phải cài trước khách hàng, khi trường hợp nào rảnh thì mình cài vào trước, mình cài vào sản phẩm vào thôi, còn không thì ví dụ như những khách hàng người ta mua sản phẩm mới về mà đang bán hàng mà chưa kịp nhập vô cái phần mềm thì những mềm khác bắt buộc phải cài trước thì chắc chắn là bán không được. Còn phần mềm của mình là các bạn chưa cài kịp cài vô sản phẩm và chưa kịp nhập kho thì các bạn bán được luôn, và khi bán xong đánh 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 cái tên sản phẩm bán hàng xong thì cái sản phẩm đó nó tự động lưu vô danh mục và khách hàng mới cũng tự động lưu danh mục luôn, không cần thiết mình phải cài trước. Đó là cái ưu điểm về cái phần mềm của mình. Đó, như vậy. À, xin chào.